Bạch sư cho con hỏi, con có ý định muốn làm thí chủ hộ độ một vị sư, nhưng con sợ tâm con bị dính mắc bởi vị sư ấy, bị sự chiếm hữu chi phối thì không nên. Sư cho con hỏi cách khắc phục cũng như là một người hộ độ lý tưởng nhất đối với các sư đúng nghĩa. Quý vị biết là khi mà sư dịch chú giải nè, sư cho dịch chú giải, sư sợ cho xây cốc liêu, có những vị gửi cả 100 triệu mà không để tên luôn. Thì nếu như mà mình hộ độ, mình âm thầm đó, để mình nghĩ là nếu như mà mình lên tiếng thì có thể là mình có sự dính mắc, thì mình làm âm thầm đó, không cần ai biết đến. Những đóa hoa ven đường mà tỏa ngát hương thơm,